Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ sưu tập những chiếc ốp lưng thời trang hàng hiệu dành cho Samsung Galaxy Note 8 đến từ Spiker. Đây là mẫu Creator Blossom với những cái họa tiết hình bông hoa rất là bắt mắt ở đây. Còn đây là mẫu Glitter với kim tuyến được ép ngay ở bên trong chiếc ốp lưng, rất là sáng lấp lánh. Đây là những sản phẩm hàng hiệu đến từ Mỹ và được sản xuất tại Hàn Quốc. Chất lượng tất nhiên vượt trội rất nhiều lần so với những ốp lưng thời trang tương tự đến từ Trung Quốc mà các bạn hay thấy bán ngoài đường, ngoài chợ. Ở trong này thì chúng ta có túi hút ẩm này, cái này là những khả năng chống bám bẩn của chiếc ốp lưng này. Và đây, như các bạn thấy, chiếc ốp lưng Blossom với những họa tiết hình hoa rất là đẹp được trang trí ở trên cái bề mặt này. Những cái cánh hoa này được in rất là chắc chắn vào cái bề mặt này, nhìn rất là màu sắc, rất là bắt mắt, nhưng mà nó sâu, không có cảm giác lòe loẹt. Nhìn hàng mã đây, nhìn nó rất là sang trọng và rất là hiện đại. Chất liệu nhựa dẻo cũng sẽ giúp bảo vệ cái điện thoại của mình tốt hơn khi mà có thể bo được kín 360 độ. Hơn nữa, chiếc ốp lưng này được tích hợp cái công nghệ chống sốc độc quyền Air Cushion của Spiker, giúp bảo vệ chiếc điện thoại của mình luôn an toàn, kể cả khi các bạn có rơi rớt hay là va chạm, va đập thì chiếc điện thoại của mình vẫn giữ luôn được bảo vệ một cách hoàn hảo nhất. Các bạn thấy ở đây, sau khi lắp lên chiếc Samsung Galaxy Note 8, rất là đẹp, những cái điểm nhấn rất là bắt mắt trong một thiết kế trong suốt. Mình vừa có thể lộ được cái thiết kế màu sắc của Note 8, đồng thời có những cái điểm trang trí ở bên cái bề mặt lưng rất là nổi bật. Các phím bấm thì được làm nổi lên để giúp mình bấm nó nhẹ nhàng và nó chân thực hơn. Spiker làm những cái phím bấm này rất là tốt. Phần camera tất nhiên là được bảo vệ rồi. Đó, đây là một sản phẩm mà ốp lưng hàng hiệu đến từ California và được sản xuất tại Hàn Quốc. Những cái chi tiết, những cái đường cắt được bảo vệ rất là tốt, kể cả viền trước màn hình này cũng được gờ cao, giúp bảo vệ cái mặt màn hình của mình tốt hơn. Khi mình để úp máy xuống như thế này thì các bạn cũng sẽ không lo nó bị cháy xước, thậm chí mình thả rơi như thế này thì chiếc điện thoại của mình vẫn được giữ an toàn. Đó. Một chiếc ốp lưng vừa thời trang, vừa có khả năng bảo vệ máy rất là tốt. Còn đây là cái phiên bản Glitter, một chiếc ốp lưng với những cái đường kim tuyến rất là lấp lánh. Đặc biệt nhất là chiếc ốp lưng này, cái lớp kim tuyến này được Spiker trộn luôn vào cái nhựa đó và đúc thành cái chiếc ốp lưng này, không phải là dạng phủ kim tuyến ở trên bề mặt như đa số những mẫu ốp lưng khác. Như thế, với cái thiết kế như vậy thì các bạn có thể sử dụng chiếc ốp lưng này mãi mãi mà sẽ không bao giờ lo nó bị bay cái lớp kim tuyến đi như những dòng ốp lưng hàng chợ, hàng Trung Quốc khác. Và giờ mình sẽ lắp nó lên. Chiếc ốp lưng này ôm máy rất là chắc. Spiker làm những chiếc ốp lưng dù là nhựa dẻo nhưng mà cảm giác cầm trên tay nó sẽ vô cùng chắc chắn, không hề có cảm giác là ọp ẹp hay là cong vênh. Với cái ốp lưng dạng kim tuyến như này thì các bạn nhìn nó sẽ rất là lấp lánh, đặc biệt mà dưới ánh sáng hay là trời tối thì quá là tuyệt vời. Và như vậy mình đã giới thiệu xong bạn chiếc ốp lưng Spiker Glitter và Blossom cho Samsung Galaxy Note 8. Các bạn có thể đặt mua bằng cách kích luôn vào cái nút đặt hàng ở giữa video này, hoặc gọi điện đến số hotline 024 66 708 708 để đặt mua sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn.